sắp xỉu rồi. Rồi mời em. Bịt mặt hơi khó chịu cho nên Hồng lên tiếng luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mới lên tiếng nha. Rồi, chào em trai. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Bảo Tố moshimasu. Ima Nijima Chisai de Hochimin City ni sunde imasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hajimete sankha shimasu no de chotto shinbai desu. Biết tiếng Nhật nè. Tôi luôn nghe cái gì đó mà Bảo Tố diễn trọng nữa rồi có thành phố Hồ Chí Minh gì nữa. Sao dạ, em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Duy Bảo. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì là em do là lần đầu tiên tham gia cái chương trình này nên có một chút hồi hộp. À, tại sao mình lại giới thiệu bằng tiếng Nhật? Dạ, đó là điểm mạnh của em vì em làm việc trong công ty Nhật cũng như học tiếng Nhật nên em biết tiếng Nhật. Em làm công ty Nhật được bao lâu rồi? Dạ, em làm công ty Nhật được 2 năm rồi. 2 năm, mình làm về ngành gì? Em làm bên dự toán, nếu mà nói về tiếng Việt là sẽ bên dự toán. Thì là bên Nhật sẽ gửi về bản vẽ và em sẽ dự toán móc tách công trình đó ra. Ừ. Coi sẽ hết bao nhiêu tiền rồi gửi lại cho mình. À, là mình đang làm cho công ty người Nhật. Dạ, luôn. Em đang làm công ty Nhật. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28, quê mình ở đâu nè? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hồ Chí Minh, sinh ra lớn lên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Sinh ra và lớn lên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em gái cảm xúc như thế nào về tràn giới thiệu tiếng Nhật của bạn trai bên kia? Thấy vui tai hả? Chứ đâu có hiểu gì đâu đúng không? Vui thôi, nghe mà không hiểu. À rồi, giờ tới phiên mình giới thiệu nè. Dạ, em tên là Trâm, năm nay 23 tuổi. Em hiện là chuyên viên kế toán của công ty VOC. À, Trâm, Trâm quê ở đâu Trâm? Dạ, em quê ở Đồng Nai. Mình lên đây lâu chưa? Dạ, em lên khi là 18 tuổi. Từ lúc 18 tuổi đến giờ, dạ. Hôm nay mình đang sống với ai? Dạ, em đang sống với dì và bà ngoại. Ừ, vậy ba mẹ mình vẫn ở dưới quê. Dạ, đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Trâm? Ừ, nếu mà có điểm mạnh thì em biết nấu ăn, vui vẻ và hòa đồng. Điểm yếu thì nhiều khi thẳng tính quá cũng là điểm yếu của em. Thẳng tính quá cũng là điểm yếu của mình ha. Còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của em đó là em nấu ăn không có được ngon, hơi chậm một chút xíu trong mọi hoạt động tí. Ví dụ như là đi tắm và đi hoạt động thì hơi lâu so với mọi người tí. Nên... Tắm bao lâu? Nửa tiếng. Tắm làm gì ở chỗ mà nửa tiếng? Em ngồi suy nghĩ thì... Suy nghĩ gì trong buồng tắm? Nói chung là suy nghĩ nhiều khi trong công việc á, nhiều khi làm và có thói quen suy nghĩ lâu xíu thôi. Sao không đi ra ngoài lên giường nằm suy nghĩ rồi suy nghĩ trong buồng tắm? Thì không biết nữa, đó là thích vậy. Đó, thích vậy. Là có nhiều khi mình vội xong cái mình thoa xà bông lên cái mình để đó mình đứng vậy. Dạ, ngồi suy nghĩ tắm. Ngồi luôn. Không, đứng đứng rồi có tắm không hay là đứng suy nghĩ vậy thôi? Cứ quà hoài vậy đó hả? Cứ chà hoài. Xong rồi cái suy nghĩ. Xong rồi đã thôi ra thì thấy tới nửa tiếng mất tiêu rồi. Trời đất ơi, thì bình thường em tắm mất bao lâu thời gian cưng? 15 phút. Trời ơi, chị tắm nhiều khi có 5 phút thôi đó. Thì nếu mà tắm xong đó mà không suy nghĩ gì chúng trong khoảng cái thời gian đó. 10 phút là tối đa rồi. Dạ. Tắm mà bình thường tắm cái người là 5 phút, gì nào có gội đầu nữa mới ra 10 15 phút. Còn không thôi trời ơi, 30 phút lâu quá. Em mốt nhớ rình coi ổng làm gì trong buồng tắm nha không? Rồi, có tật xấu gì nữa không? Tật xấu của em thì em chỉ thấy bình thường, chỉ sợ những cái động vật mà nhiều chân như con rết, con gián thì sợ hơn. Không có chân có sợ không? Sợ con rết, con gián thôi chứ rắn không sợ hả? Dạ không, những động vật mà nhiều chân thì mới sợ. Nhiều chân mới sợ. Rết, rắn thì không sợ, nhưng mà rết người kia gián thì nhiều chân thì sợ. Vậy hả? Còn em có tật xấu gì không? Ham ngủ. Ham ngủ. Ngủ là ham sao? Cụ thể là ham như thế nào? Mình nếu như không có việc gì thì thích ngủ nhiều hơn. Một ngày thường em ngủ bao nhiêu tiếng? 8 tiếng. 8 tiếng là bình thường, mới là trung bình. 8 tiếng này cũng hơi 7 tiếng là vừa. 8 tiếng hơi nhiều nhưng mà vậy cũng đủ sức khỏe thôi, đâu có gì ham gì đâu. Nói chung là rảnh là ngủ. Là cuối tuần nghỉ làm là ở nhà là ngủ. Chơi với mấy em rồi ở nhà ngủ. Ngủ, không có đi đâu chơi ở ngoài hết. Bạn bè rủ thì đi, không rủ thì ở nhà. Rồi về tình trường thì sao? Em có 2 mối tình. Cái nào mối tình? Cách đây cũng gần 2 năm rồi. Yeah. Mối tình mới quen được bao lâu? Mỗi mối tình 3 năm. 3 năm là cũng dài mà sao không tiến tới được hôn nhân? Sao chia tay? Không hợp về tính cách chị. Không hợp tính cách thì đã 1 năm là đã thấy rồi chứ sao kéo dài tới 3 năm dữ vậy? Khi yêu rồi mình đâu có thấy cái sự khoảng cách đó nó gần lắm, mà càng ngày cái tình cảm nó nhạt dần thì mình thấy nó xa hơn. Khi thấy không hợp là tự động hai bên chia tay với nhau. Dạ đúng rồi. Rồi suốt 2 năm nay lý do tại sao vẫn không có người nào? Không cùng chí hướng với lại không có cùng chung đạo. À, là em có đạo. Dạ. Rồi để trước tiên hỏi bên đây trước chứ để không cùng chung rồi lại chia tay nữa mất công mất tốn thời gian. Em có đạo gì không? Dạ em bên đạo Thiên Chúa. Vậy là vô rồi. Hồi là đăng ký tham gia chương trình là có yêu cầu phải không? Dạ có. À, vậy là chắc là chương trình cũng đã cố gắng tìm hai bạn cùng đạo để ghép với nhau. Thật sự có nhiều bạn lên đây hợp lắm luôn, nhưng mà cuối cùng cũng không đi được tới nơi tại vì khác đạo. Nói được nhưng mà cuối cùng về cũng không được.
Cho nên cái này cũng là một cái khó khăn. Vậy là trước tiên là hai bạn có một cái điểm cộng rồi đó. Dạ. Chưa thấy mặt nhau nhưng mà thấy cùng đạo là được rồi đó. Thế còn em, tình trường mình dạ, sao? Tình trường của em thì chủ yếu là em quen từ thời học sinh sinh viên. Thời đó thì em quen không có nghĩ tới tiến tới hôn nhân. Nên quen một khoảng thời gian thì nói chung là đi làm riêng thì mỗi người mỗi chi nhánh công ty riêng riết là cũng xa nhau. Một khi em đi làm bên công ty Nhật thì cái nguồn thời gian nó cứ gò bó, nó cứ theo riết em làm hết là cũng không nghĩ là sẽ có kiếm bạn gái này kia. Nên bây giờ vẫn như vậy. Vậy là rút cuộc là giờ có mối tình nào chưa? Dạ tới bây giờ thì vẫn chưa, chỉ có thời sinh viên thì có thôi. Chứ bây giờ đi làm thì tại vì trong của em là công ty Nhật và Nam nhiều á, cho nên là cũng không có đối tượng để quen mà làm hết. Không thì chị hiểu, tại vì chị cũng đến Nhật 5-6 lần rồi. Nhật là áp lực công việc họ làm dữ lắm. Bên Nhật họ không làm tính theo thời gian mà họ tính theo công việc. Khi nào bạn làm hết công việc thì thôi, chứ không có nhiêu về. Ủa vậy rồi bây giờ nếu có bạn gái, có thời gian dành cho bạn gái để hẹn hò đi chơi không? Dạ được chứ, tại vì bên em thường nếu mà có tăng ca thì cũng tầm 6-7 giờ xong rồi. Rồi có nghỉ cuối tuần không? Cuối tuần thì em chỉ được nghỉ chủ nhật, thứ bảy thì được nghỉ cách tuần, và tuần thứ nhất và tuần thứ ba. Vậy là nhưng mà 4 chủ nhật là nghỉ. Bốn chủ nhật là em được nghỉ nên có thể đi chơi cũng được. Có thời gian đi chơi. Dạ. Ai nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật thôi cũng được. Tối thật ra làm tới 6-7 giờ về tắm rửa vẫn đi chơi được. Dạ, vẫn đi chơi. Với điều kiện tắm nhanh hơn chút thì giờ đi chơi được nhiều hơn chút. Dạ chắc là nếu mà có mục đích thì sẽ ví dụ có hẹn thì kia em sẽ nhanh hơn, còn nếu mà rảnh trong đó lâu quá không biết mấy giờ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Em muốn tìm người bạn trai ra sao? Cao, tầm khoảng 1m65 trở lên. Được, bên này cao dữ lắm, bên này dư á, bên này phải không? Dạ, em cao trên 1m65, 1m7. Này cao cỡ 1m7, chị thấy cao. Hơi tròn tròn. Ừ, đúng luôn, rồi gì nữa không? Hiền tí. Hiền, anh này hiền, chỉ là chưa có bạn gái. Em có ngại quen với người mà chưa có kinh nghiệm trong tình trường không? Không, chị cái đó về sau dễ chỉ. Dễ chỉ hả? Yeah. Chịu chỉ người ta luôn hả? Dạ. Yeah. Ủa rồi nó nghe nè, vậy là đó giờ không có mối tình nào vậy rồi có được hôn hay nắm tay hay ôm bạn gái gì chưa? Thời sinh viên nắm tay có mà hôn thì chưa có. Chưa có. Tay đi chơi thì có. Dạ. À, hiện giờ là trong cuộc đời em đã hôn ai chưa? Chưa. Chưa luôn. Chưa hôn ai. Trời ơi, không có đi chơi đồ kia bậy bạ gì chứ. Không, em đi làm xong rồi về nhà đọc sách xíu ngủ. Trời ơi. Không có kinh nghiệm, em nói nè, em nói em chỉ người ta nha. Em hứa nha. Dạ. Yeah. Rồi thí dụ đêm tân hôn rồi có biết làm gì không trời? Chắc cái đó chắc biết chứ. Sao em biết được? À, nói chung là chắc nó gần quá, em tìm hiểu em sẽ biết. Đã đi Nhật lần nào chưa? Dạ chưa, mà chắc cũng sắp năm sau rồi. Em tìm hiểu đi, Nhật giỏi lắm mấy cái chuyện phòng the nha cưng nha. Rồi, em có hình ảnh gì không? Cho chị xem. Dạ có. Em có đem hình ảnh gì của mình theo không cưng? Dạ có nhưng mà... Em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em mong muốn tìm một mẫu gái là trước nhất là có đạo là sẽ tốt hơn. Có đạo rồi thì yên tâm rồi. Thứ hai là ngoan, hiền với lại... Về ngoại hình. Ngoại hình thì sao cũng được. Sao đơn giản quá vậy? Dạ tại vì em tính cũng đơn giản, em chỉ tính các bạn nữ là hiền rồi ngoan, rồi nói chung là nếu mà có giận thì cũng đừng có giận lâu quá. Đừng giận thì ăn thua em năn nỉ người ta thôi. Dạ, ủa mà sao cái hình này nó mờ quá vậy? Dạ tại vì cái hình này chụp khá lâu. Chắc cũng 7 năm này và 10 năm dạ, đúng dạ, không? Lâu lắm mới đi chơi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ chắc cái này cũng tầm phải 5-6 năm. Rồi tôi nhìn đây vậy mà tôi còn không biết ổng là ai nữa. Vậy mà nhiều khi bên đây người ta nhận được, ta gọi là linh cảm của phụ nữ. Đó, mời em tìm ảnh. Đây, mời ảnh tìm em. Trời ơi, năm cô gái xinh vậy biết chọn cô nào? Có một cái đặc điểm gì nhận dạng cho người ta về dễ nhận dạng ra mình không nè? Một đặc điểm nhỏ nhỏ, tròn. Rồi bên đây có đặc điểm gì cho bên đây nhận dạng không nè? Dạ, chắc là cười. Cười, còn bên tròn bên cười. Điểm đi, ủa anh nào cũng cười hết á. Năm anh, có một anh không cười thôi, 4 anh cười. Bên đây năm cô, trời tôi đưa tấm hình có 5 người giống nhau luôn ha. Em thấy cái 5 người giống nhau quá nên... Nhưng mà kìm kiếm đi, cổ tròn đó, năm cô nào cũng tròn. Dạ... Chọn ra được anh nào chưa? Mình thích anh nào? Anh này? Dạ. Ok, rồi để đó đi, tôi không biết phải không nữa. Thì ra 5 người chọn giống nhau, em chọn bạn này. Chọn bạn này, lý do tại sao chọn bạn đó? Thì cũng khó chọn quá, tại em thấy 5 bạn giống nhau. Em phân vân bạn này, bạn này, nhưng mà thôi em chọn bạn này. Vậy á hả? Dạ. Hai bạn trớt quốc hết trơn à. Em sinh năm 1994. Hiện tại 29 tuổi. Thì hiện tại công việc của em là làm sale thị trường bên Sóc Sơn. Làm ở khu vực Bình Thuận. Làm ở khu vực Bình Thuận. Làm ở đâu anh? Làm ở khu vực Bình Thuận hả? Em thì hiện tại em đang ở nhà em ở La Di, Bình Thuận. Ừ. Rồi mình đang làm sale cho công ty gì? Công ty cổ phần Thu Va á chị. Là công ty đó. Chị xét về gì? Dạ, công ty Sơn Cova á, làm về sơn ạ.
Rồi ok. Rồi về điểm mạnh điểm yếu của mình thì như thế nào rồi Nghĩa? Điểm mạnh điểm yếu hả? Ừ, thử của mình là gì mình show up ra hết nè. Làm xem hết lợi nha, mình tự tin lên hết. Em thì em thấy điểm mạnh nó cũng có thể là điểm yếu luôn. Thôi em gặp chung đi. Tại vì ví dụ như hiện tại tính tình em thì có thể là nó có nhiệt tình, nhưng mà nhiệt tình người ta coi kêu là điểm mạnh, nhưng mà nhiều khi mình nhiệt tình thái quá thì nó cũng là một điểm yếu của mình. Bản thân em thì trong cái cách sống, trong cái suy nghĩ sống của mình là mình sống thật với bản thân mình, nhưng mà mình nhiều khi mình thật quá thì làm người ta mất lòng. À, mình thật thắng quá nên người ta mất lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Coi bài sống sao? Sao? Dạ. Hát hò, thể thao, nhảy múa gì được không nè? Em biết chút chút về rap thôi, hát thì em hát không có hay. Rồi, hát một vài câu được nè. Rap hả? Hát thiên đàn. Dạ, vậy em đọc vài câu trong bài thiên đàng của Bo Quy nha. Rồi, ok. Mời ạ. Dạ. Thiên đàng dành cho em, ông trời dẫn lối. Alo, nhập. Thiên đàng của anh, ông trời dẫn lối. Đi trước cũng chờ, miệng anh nhỏ khó. Anh biết nơi này thật là khu anh sống. Tiên nữ đâu hết rồi, mau đứng yên vào trong. Mau anh vào trong, địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ chối xa tăng lầm nó mất sợ, không theo sự xấu nữ không tha thứ. Họ phóng anh đi vì anh là rất nhớ. Anh đã chọn lối thiên đàng để cô pha. Cái chân lên cái bàn tim tim ma. Thế nhiên hỏi anh đi đâu lâu vậy? Thiên đàng tự giới anh đang ở đây. Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định. Cái xấu cái tốt do mình phân tỉnh. Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính. Thời gian là một cuộc hành trình. Rồi cảm ơn nè. Rồi ngoài ra thì giờ tình trường của mình sao rồi Nghĩa? Mấy mối tình rồi đã trải qua bao nhiêu năm nào chưa? Dạ có, thì cũng 25 tuổi thì bắt đầu có mối tình đầu. Thì tới giờ thì cũng gây được 2 người. Thì người thứ hai thì em chia tay cách đây cũng 2 năm rồi. Nói chung thì em thì chắc là bất đồng quan điểm sống thôi. Mình cụ thể đi, bất đồng về những cái gì nè, để đây người ta cũng biết, để người ta tránh tìm những cái người mà có những cái đặc điểm đó cho mình ha. Thì kiểu như là em là một người kiểu suy nghĩ nó hơi nhiều á. Thì trước mắt là mẹ cũng kêu là khi mà cưới vợ đi thì gia đình cho một mảnh đất rồi, thì em cứ tính theo kiểu là bây giờ nhà cho đất rồi thì hai vợ chồng cưới nhau rồi thì mình sẽ kiếm tiền để mình xây nhà. Thì mâu thuẫn xảy ra là khi là em đề nghị với bạn gái cũ em lúc đó là cũng tính là thêm khoảng 7-8 tháng nữa xong tay ông ngoại em mà cưới á, thì kêu là thôi thì trước mắt là về ở dâu khoảng 2-3 năm, hai vợ chồng đi làm kiếm tiền để xây nhà cho thoải mái. Thì một bên thì cứ suy nghĩ như vậy, một bên thì bà gái em không muốn ở dâu. Rồi từ đó về thêm cái nhiều cái phát sinh trước đó nữa, mình nghĩ tới cái vấn đề, mình nghĩ cái này là tốt nhưng mà có thể là đối với bạn gái mình nó không hợp. Hoặc là nhiều khi những lúc mình xuất hiện bên cạnh bạn gái mình nhưng mà thời điểm đó lại là không thích hợp, mà những lúc bạn gái mình cần mình lại không có mà. Rồi dần dần mâu thuẫn nó lên lên thang thôi. Quen xa hay xa? Thì thời điểm đó em yêu xa. Đấy, tính ra anh mới còn quen được yêu xa hết. Rồi bây giờ thì mình mong muốn mẫu người bạn gái thế nào sẽ phù hợp với mình. Bây giờ ví dụ yêu xa nữa thì được không? Căng à?
được đó thì trong khoảng bán kính khoảng 60 cây đổ lại thôi chị. Đi về cho nó. Nếu vậy thì cái những bạn ở gần em không có tìm được hay sao? Nếu ngại yêu xa thì tại sao ở gần không có? Không biết sao nữa, nhưng mà xung quanh thì công việc thì em cũng đi tối ngày á, nên về cũng không thấy mặt đâu hết. Công việc em nữa, rồi em có thời gian được cho bạn gái không? Yêu xa em có đảm bảo được việc hẹn hò được không? Hay là lại bỏ người ta ở nơi đó? Ở gần mà còn bận vậy? Ví dụ như xa đúng không? Thì nếu mà trong, nếu mà xa quá, ví dụ như từ ở Bình Thuận và Sài Gòn, thì có thể em sắp, thời gian em sắp xếp là một tháng em vào Sài Gòn khoảng 1-2 lần. Còn nếu mà ở gần gần như em nói trong bán kính khoảng 60 cây bộ lại á, thì có thể cuối tuần em lên thăm bạn gái mình. Rồi ok em. Nếu được chọn thì chương trình liên hệ lại với mình nha. Uyên hỏi gì nữa không? Rồi được rồi. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Chương trình cảm ơn anh ạ. Bản thân mình ha, họ và tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp giùm ha. Dạ rồi, em xin chào chương trình ha. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Đức Hiển. Sinh năm 1996, quê thì đến từ Bình Thuận. Hiện tại là công việc của em là công việc IT trong một công ty ở Bình Dương, về công ty về sản xuất ạ. Mình là IT, là mình quản lý máy móc hay là mình làm về lập trình hay sao? Em thì quản lý về hệ thống mạng của công ty, về mà cài đặt phần mềm là tận dụng của bên mạng của công ty, mạng của công ty luôn đó chị. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Hiển là gì? Thì điểm mạnh, em nói điểm yếu trước á, điểm yếu của em thì em thì nói chung là cũng không được tự tin lắm, dạ, còn vấn đề thì như là giao tiếp bên ngoài. Và thứ hai nữa là em hơi nhút nhát chị ạ. Còn cái điểm mạnh của em đó thì em thấy là mình là một người khá là siêng năng trong công việc, cũng như là sống hay giúp đỡ người khác. Dạ. Rồi, còn điểm yếu của mình có sở trường gì không? Ca hát này kia được không? Dạ thì em thì sở trường của em thì em chơi được nhiều môn thể thao chị ạ. Dạ. Mình kể chơi được môn gì, mình ca hát gì được không nè? Dạ ca hát thì em vẫn có thể hát được ạ chị. Dạ ca hát thì cũng khá không hay, nhưng mà nói chung em cũng thường thường hay cũng hay với bạn bè cũng hay đi hát chỗ này chỗ kia chị. Rồi tình trường của mình sao rồi? Dạ tình trường rồi. Tình trường thì em cũng trải qua hai mối tình, một mối tình 2 năm và một mối tình 4 năm thì vừa mới chia tay cách đây tầm được 6 tháng. Lý do vì sao chia tay mối tình đó? Dạ thì em nghĩ là nói chung thứ nhất là duyên đó, kiểu như cũng có duyên nhưng không có phận chị, tại vì do thứ nhất là do hai người cảm thấy là kiểu như không hợp nữa nên hai đứa em mới dừng lại. Là mình ở Bình Dương, là quê mình ở Bình Dương luôn hay là quê mình ở đâu? Dạ quê em thì em ở Bình Thuận, em vào Bình Dương sinh sống đấy. Là gia đình mình vẫn ở Bình Thuận, còn mình một mình sống ở Bình Dương. Dạ đúng rồi, một mình em thì em sống ở Bình Dương thôi. Rồi bây giờ mình muốn mọi hình mẫu như thế nào sẽ là phù hợp với mình nè? Dạ thì em cũng mong muốn là một bạn sinh năm 96 hoặc là 96 hoặc là 98, để cũng là thứ nhất là hợp tuổi với em, hai nữa là kiểu như cũng là trẻ trẻ để có thể dễ hiểu nhau và dễ thông cảm hơn. Dạ thì cũng không cần xin đâu, chỉ cần bạn ấy cũng có công việc ổn định, nhà ở Bình Thuận thì càng tốt, hoặc là Bình Dương cũng được. Rồi mình còn yêu cầu gì bạn nữ không, về ngoại hình nha, rồi về công việc này kia nè? Thì em cũng mong muốn là bạn ấy, nếu về ngoại hình thì
xin thì càng tốt, không xin thì cũng được, không sao đâu. Chỉ cần có tinh thần cống hiến cho công việc cũng như là lễ phép lịch sự với gia đình cũng như là với mọi người. Và thứ hai nữa là thì bạn ấy cao cao một xíu, tại vì anh cao đến 1m8 thì mong mấy bạn ấy tầm cao đến 1m6, 1m65 là được rồi. Rồi, chương trình đã nhận hết những cái thông tin của Hiển rồi. Nếu như có người phù hợp thì chương trình sẽ gọi lại để đi tập để nói chuyện nhiều hơn với Hiển ha.